Xin chào mọi người nha. Bây giờ hôm nay là tụi mình đến viếng thăm vườn hoa tulip ở Hà Lan. Ở Hà Lan có tên là Kirchhoff. Đi theo một cái đoàn tour du lịch 3 ngày 2 đêm. Đây là chỗ Kirchhoff đây. Đông quá trời. 6 giờ sáng dậy, 7 giờ sáng xuống ăn sáng và 8 giờ 10 thì bắt đầu hành lý, xếp hành lý để đi. Và bây giờ thì bắt đầu đợi cái người hướng dẫn viên lấy vé cho mọi người đi vào trong park. Rồi sau đó mọi người muốn đi đâu thì đi, thì đến 12 giờ trưa phải họp lại ở một địa điểm để đi ra nhà hàng ăn rồi trở về Paris. Quá trời đông ha. Quá trời đông. Đây đang đợi kiểm tra vé đi vô. Đây bán hoa tulip và giống trồng hoa, cây củ hoa tulip. Vườn hoa trước mặt mọi người đang rất là đông. Vườn hoa tulip ở bên Hà Lan, thành phố Kirchhoff là một nơi nổi tiếng trên thế giới mà rất nhiều du khách từ các nước trên thế giới đến đây. Bạn sẽ thấy ở đây hàng trăm loại hoa tulip và nghe nói còn có cả hoa orchide. Đẹp quá. Nhất là 20 hectare. Et en plus il y a un château de foncé, c'est bien conservé. Tu mets dans l'autre côté. Ah ouais. Il faut pas traverser. Wow, les belles tulipes, đẹp quá. Wow, c'est trop beau. Wow, trop beau, oui. Đẹp quá. Oui, trop beau. Đẹp quá. Wow. Wow, đẹp quá. Đẹp quá. Sợ đi lạc không theo kịp và hướng dẫn nên chắc phải đi nhanh chút xíu. Quá trời đẹp. Đẹp quá. Đây cũng có những loại hoa khác nữa. Anh yêu ông xã nói đây là Narcisse et Jonquille. Ça c'est Narcisse. À, màu trắng là Narcisse. Ah oui, à gauche. Bah tu peux monter. Đó, đẹp quá. Wow, ơi. Wow, c'est beau. C'est trop beau. Đẹp quá. Wow. C'est un vrai. Ông xã mày nói là hoa thiệt, hoa giả. Đẹp quá. Ah oui, entrez, venez acheter peut-être.
Je vais voir le fou. Mais aussi, les billets sont assez chers. Hein? Dans tous les coups africains. Quá đẹp. Đúng là đáng để mà đi coi. Mình biết là trong xe có những cái cặp vợ chồng gia đình mà năm nào cũng mùa hoa tulip nở, họ cũng đều mua vé xe hoặc lái xe đi tới đây để tham quan. À, đẹp quá. Ông hướng dẫn thường cứ cấm đầu ông đi mà không có thời gian để cho mình đứng lại chụp hình nữa. Tôi cứ đi thẳng tới điểm chính rồi sau đó rồi sẽ rẽ đi đi coi cái chỗ khác. Lớn quá. Giờ sẽ đi theo hướng Beatrice, ông nói đỡ rất là có nhiều hoa rất là đẹp. Trời đẹp quá. Đẹp quá. Và đây là chỗ phòng kiến Beatrice trồng các loại hoa orchide. Màu hoa này là đẹp lắm. Có hai màu lạ kìa, màu xanh xe phố á. Dạ. Ngộ ha, cây này nó trồng mà không cần đất.
treo lơ lửng nha. Ngộ ghê. Ça c'est beau, mais là. Oui. Et lui, ça lui va bien, moi. Voilà. Pardon. Alors, c'est les suspens. Hoa này cũng lạ hóa nè, nhìn tưởng hoa giả mà hoa nhưng mà là hoa thật nha. Đẹp quá. Wow, đẹp không? Trời, cánh này đẹp quá. Mira, y estas carlas son como... Này. Cái này đẹp quá. Tulip mà nhiều cánh như là bông hồng rồi nè. Ima, Hong Kong, Ima. Mấy tên của các loại tulip này mình nhiều loại quá. Và một dạng tulip khác nữa nè. Đẹp vô. Wow, đẹp quá. Quay gần. Đẹp quá. Il disait qu'il faut la journée pour visiter, mais ça ferait long la journée. On m'a dit que c'est très grand ici. Ah oui. Đẹp quá. Họ xen kẽ màu với nhau nữa, thành thử nhìn rất là đẹp. Đẹp quá. Wow, đẹp quá. Nhà mà ở kế bên đây là tha hồ lại thăm, lại coi cái vườn hoa mỗi tháng một lần, hoặc mỗi hồi coi không phải mỗi tháng, một năm một lần chứ, tại vì hoa tulip nó chỉ nở có vào mùa xuân thôi. Tên là gì đây, thấy xa không thấy rõ.
On sent les fleurs, mais pas trop, je trouve. Si, je sens, c'est bon. Mais bah, pas trop. Mm. Còn cái này tulip nó màu cam nè. Hiện nay là mình tham quan là 1 tây tháng 5, ngày quốc tế lao động. Thì bên đây là được nghỉ thành 3 ngày, thứ bảy chủ nhật, thứ hai thì mới có thời gian đi chơi xa như vậy. Đẹp quá, wow. Et comment vivent les maisons, les stands, on peut pas aller les plus. Ah ouais. Mais on ne sait pas en fait, pas pour apprécier. Ouais. Bah on apprécie mais on n'a pas aller dans les. Nhớ là khi mọi người vào đây tham quan thì xin cái bản đồ để tham quan ha. Nó có chỉ đường với hướng dẫn các loại hoa bằng tiếng Anh. Công viên rất là lớn. Beautiful, very good room. What? Romain, il est dans le coin, il se réveille. Vous l'avez pas vu, il avait pas sa casquette. Mais quoi, thơm quá. Ça sent bon, hein? Regarde. Thơm quá. Il y a une photo là. Và đây là một loại hoa khác. Yann Santus. Ôi, ça sent bon. Hoa muôn màu muôn vẻ, đẹp quá trời là đẹp. Thơm phức à. Thơm phức. Thơm quá. C'est reposant, c'est pas. Ouais. Đẹp quá. Wow, đẹp quá. Cái ống tulip này lạ ghê không? Cái này tulip là màu tím than nè. Đẹp không? Rồi mọi người ơi, vô coi vườn hoa rất là đẹp. Mùi hương thơm nức, đi ngang có những vườn hoa thơm nức và hoa cực kỳ đẹp luôn nha. Mà tụi này chỉ đến 12 giờ ra, có những người đi cả ngày nhưng mà vì cái xe du lịch nó bắt mình phải ra 12 giờ trưa đi ăn cơm, sau đó phải trở về Paris nên không thể ở lại đâu được. Thời gian trôi qua rất mau. Mình hẹn mọi người tiếp tục coi video nha và hẹn video sau. Trồng cho hàng xen kẽ màu nè. Xì bố á. Đẹp quá. Đi ăn nào.